Hakemenya Zitsaid, đội tuyển quốc gia Brunei. Hakemenya Zitsaid sinh ngày 8 tháng 2 năm 2003. Thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Kelantan United, Malaysia Super League và đội tuyển quốc gia Brunei. Hakeme chơi bóng từ năm 13 tuổi ở Tabuan A của Hiệp hội bóng đá Brunei. Hakeme đã khoác áo các đội tuyển Brunei từ U16, U19, U21, U23 và cả đội tuyển quốc gia. Năm 2019, Hakeme chuyển đến đội trẻ của DPMM FC sau 7 trận, ghi đến 9 bàn thắng. Huấn luyện viên của DPMM, Adrian Pendock đã rất ấn tượng và đôn anh lên đội một ngay sau đó. Hakeme hiện có 6 lần khoác áo đội tuyển quốc gia ghi một bàn và 2 kiến tạo. Hakeme sinh năm 2003 rất được kỳ vọng và hứa hẹn sẽ là một trong những cầu thủ đáng xem nhất ở AFF Cup 2022. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.